Kính thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay Chủ nhật ngày 8 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa đi kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công hoàn thành nút giao thông huyện Tri Phương Điện Biên Phủ đúng mốc thời gian ngày 29 tháng 10 như cam kết, đồng thời khẩn trương cải tạo cảnh quan các tuyến đường phục vụ APEC. Sở Du lịch Đà Nẵng vừa tổ chức lễ trao giải cuộc thi trải nghiệm du lịch tuyệt vời Đà Nẵng ơi. Với định hướng phát triển đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu và hội nhập quốc tế, Đà Nẵng sẽ tăng cường thu hút đầu tư, phát triển mạnh hệ thống y tế. Iran đang thể hiện quyết tâm củng cố năng lực quân sự vì mục đích phòng vệ và không cho phép bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào vấn đề này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ đã có buổi kiểm tra thực tế công tác tổng dọn vệ sinh, tạo cảnh quan tại các tuyến đường cũng như thi công công trình trọng điểm phục vụ APEC. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn. Kiểm tra việc tổ chức cải tạo cảnh quan các tuyến đường, các lô đất trống phục vụ APEC tại các quận Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, Chủ tịch thành phố đánh giá cao nỗ lực của các địa phương vì đã triển khai tốt công việc. Chủ tịch thành phố đề nghị quận Hải Châu lưu ý việc cải tạo cảnh quan tuyến đường 2 tháng 9, đoạn từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý. Đối với quận Sơn Trà, Chủ tịch yêu cầu quận quyết liệt tổ chức dọn vệ sinh các lô đất trống, các công trình xây dựng dang dở trên tuyến Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, khẩn trương cải tạo trang trí hoặc che chắn để bảo đảm bị qua đường phố. Quận cũng lưu ý bố trí khu vực để thuyền thúng của người dân, khu vực làng chài, thực hiện việc dọn vệ sinh vỉa hè, rào chắn trang trí và dọn vệ sinh đối với các khu vực đất trống, vận động các chủ dán cải tạo vỉa hè, trồng cây xanh. Nếu không đảm bảo mỹ quan thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận phải chịu trách nhiệm. Các địa phương với lại các ngành thì cũng tiến hành làm cũng cả tháng này rồi. Nhưng hôm nay thì chúng ta đi kiểm tra để rà soát lại các cái điểm đó thôi. Rà soát để nhắc nhở đông đốc lại cũng như là cho ý kiến chỉ đạo là cách làm như thế nào để mà cho nó phù hợp. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng đã kiểm tra tiến độ thi công công trình hầm chui nút giao thông huyện Tri Phương, Điện Biên Phủ. Chủ tịch thành phố lưu ý đơn vị thi công phải tính đến phương án thời tiết xấu có thể ảnh hưởng đến việc thi công, yêu cầu đơn vị thi công tăng cường nhân lực làm 3 ca để đảm bảo tiến độ. Ban quản lý và nhà thầu sẽ có cái kế hoạch tăng cường thêm cái phương tiện là máy móc thiết bị. Tập trung vào những cái công việc xương sống của dự án và điều thêm cái lực lượng lao động, những công việc mà nó nằm trên cái trục gang của cái hệ công việc đó là phải cho làm 3 ca, đặc biệt là hai cái tuyến đường hai bên này, và như vậy thì mới có thể là rút ngắn tiến độ và có được một số ngày dự phòng, giả sử như xảy ra mưa bão thì mình vẫn có thể hoàn thành công việc đúng như là cái ngày 29 tháng 10. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương đơn vị phải tập trung chỉ đạo sát sao, đảm bảo hoàn thành đúng mốc thời gian 29 tháng 10 như đã cam kết với lãnh đạo thành phố. Thưa quý vị, cách mạng công nghệ 4.0 đang được cho là cơ hội cho các quốc gia đang phát triển như Việt Nam để nâng cao được chất lượng hàng hóa dịch vụ, lợi thế cạnh tranh. Việc triển khai các ứng dụng dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo cũng đặt ra không ít thách thức cho kinh tế Việt Nam. Với Việt Nam, cách mạng công nghệ 4.0 sẽ tác động mạnh và thậm chí là nguy cơ tụt hậu tới 4 ngành trụ cột là ngành dệt may, giày dép, thủ công mỹ nghệ, nhóm ngành công nghiệp chế tạo. Bên cạnh đó, xuất khẩu nước ta phần lớn dựa trên chuỗi giá trị thấp, sử dụng gia công và tài nguyên cao. Sự tác hụt của 4.0 sẽ như một cơn sóng dữ đe dọa phương thức sản xuất và hoạt động xuất nhập khẩu hiện hữu. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, Việt Nam sẽ là nước chịu nhiều tác động nhất trong lĩnh vực lao động ở khu vực với hơn 80% lực lượng lao động của Việt Nam có nguy cơ bị thất nghiệp nếu toàn bộ dây chuyền được thay thế bởi tự động hóa. Hơn 600 doanh nghiệp ở 53 tỉnh, thành phố nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền lên tới hơn 1.595 tỷ đồng.
Đây là con số vừa được lãnh đạo Tổng cục Thuế tổng hợp gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố. Nguyên nhân là do một số doanh nghiệp chây ì không được đúng quy định để nợ kéo dài. Các Cục Thuế cũng chưa kịp thời đôn đốc áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đầy đủ theo đúng quy định. Trong hơn 600 doanh nghiệp trên, đứng đầu danh sách nợ là công ty cổ phần sắt Thạch Khê của Hà Tĩnh với số nợ hơn 309 tỷ đồng. Tổng cục thuế yêu cầu Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát, đối chiếu, xác định chính xác các số tiền nợ đồng của từng doanh nghiệp để áp dụng ngay các biện pháp đôn đốc cưỡng chế nợ thuế. Sáng nay, Học viện Kake Gakuen phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Sở Nội vụ Đà Nẵng và Trung tâm Ngoại ngữ Sakura tổ chức vòng chung kết cuộc thi hùng biện Kake Gakuen lần thứ 7. Với chủ đề Nếu chỉ có một nguyện vọng thành sự thật, các thí sinh trình bày phần hùng biện của mình trong thời gian 5 phút. Thí sinh xuất sắc nhất sẽ nhận được cặp vé khứ hồi sang Nhật để tham dự vòng thi chung kết. Đây là cuộc thi do Học viện Kake, Viện Giáo dục lớn thứ hai tại Nhật tổ chức ở tất cả các nước có văn phòng đại diện của Kake. Đối tượng tham gia là học sinh trung học phổ thông, sinh viên đang theo học tiếng Nhật tại các trường, trung tâm và đã từng ở Nhật nhưng chưa đến một năm. Bản thân không có quốc tịch Nhật và chưa đoạt giải nhất tại các cuộc thi hùng biện trước đó. Cuộc thi nhằm tạo điều kiện để các học viên nâng cao sự hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa của Nhật Bản, qua đó nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Nhật Bản với nước sở tại. Để phát triển kinh tế hàng hải theo đề án phát triển ngành kinh tế biển thành phố đến năm 2025, định hướng 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu từ nay đến năm 2025 sẽ phát triển cảng Đà Nẵng theo hai trụ cột chính. Trụ cột thứ nhất là những hoạt động dịch vụ trong cảng, phát triển cảng Đà Nẵng theo hướng phục vụ tàu container, tàu khách, tàu chuyên dụng có trọng tải lớn, trong đó lấy tàu container làm dịch vụ cốt lõi. Trụ cột thứ hai là dịch vụ ngoài cảng, dịch vụ logistics gồm hệ thống kho bãi và các dịch vụ như đóng gói, dịch vụ phụ trợ vận tải, kho thuê hải quan, dịch vụ phân phối hàng đến kho thu hàng v.v. Ngoài ra thì sẽ đẩy mạnh hướng tới cung cấp các dịch vụ trọn gói, đầu tư xây dựng các cảng càng để hỗ trợ cảng Đà Nẵng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức lễ trao giải cuộc thi trải nghiệm du lịch tuyệt vời Đà Nẵng ơi. Đây là một cách làm mới mà ngành du lịch thành phố muốn thông qua đó để mời gọi những bạn trẻ yêu thích du lịch đi trải nghiệm và viết về Đà Nẵng. Cuộc thi tuyệt vời Đà Nẵng ơi diễn ra từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 8 tháng 10 năm 2017, thu hút trên 3.000 bài viết, bức ảnh, clip dự thi, thể hiện các góc nhìn riêng độc đáo ấn tượng của các tác giả về Đà Nẵng. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9. Ở đó, 9 bạn trẻ được chia thành 3 đội tham gia thử thách cùng chương trình tại những điểm du lịch nổi bật của thành phố như khám phá một Đà Nẵng xưa tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, khám phá một Đà Nẵng xanh với hành trình ngắm vọt, chiêm ngưỡng cây đa ngàn năm tuổi tại bán đảo Sơn Trà, đến với cuộc sống thường nhật ở Đà Nẵng hay hòa bình với dòng nước trong xanh, bãi cát trắng mịn, ngắm những cây cầu biểu tượng của thành phố. Khi mà tụi em tham gia chương trình này, tụi em được trải nghiệm những trải nghiệm mới, du lịch theo một hướng mới, không phải là đi theo một cái lối mòn, không phải là đi du lịch tới nơi này, nơi kia chỉ để check-in, mà tụi em khám phá cái cuộc sống con người ở nơi đó. Tụi em muốn truyền tải những góc nhìn mới về du lịch Đà Nẵng. Đi du lịch thì mình có thể đến những nơi mới, hay là mình hòa mình vào đời sống của người dân ở đó để mình trải nghiệm được nhiều hơn. Giải nhất cuộc thi tuyệt vời Đà Nẵng ơi được ban tổ chức trao cho đội Tree Idiot trị giá 100 triệu đồng, bao gồm 60 triệu đồng và tour du lịch Hàn Quốc. Giải đội ấn tượng trị giá 30 triệu đồng thuộc về đội B-Quay và giải đội được yêu thích nhất trị giá 20 triệu đồng thuộc về đội Speak Up. Tuyệt vời Đà Nẵng ơi mong muốn mang đến cho du khách gần xa có cái gì mới về thành phố Đà Nẵng năng động, tươi mới nhưng cũng rất đổi bình dị, thân quen, hiếu khách. Cuộc thi còn giúp cho các bạn trẻ có cơ hội lưu giữ những khoảnh khắc ấn tượng, đồng thời góp phần giới thiệu tới bạn bè quốc tế những hình ảnh đẹp nhất, gần gũi nhất về thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp. Tiếp tục chương trình với các tin tức khác. Thưa quý vị, sáng nay Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo khai mạc cuộc thi Tự hào Việt Nam lần thứ hai năm 2017 dành cho đối tượng là học sinh đang theo học các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên cả nước.
Website www.tuhaovietnam.com.vn đã chính thức được mở để các em học sinh tham gia thi trực tuyến. Với ngân hàng câu hỏi trách nhiệm, nội dung phong phú về những kiến thức lịch sử, văn hóa dân tộc, các cột mốc lịch sử, danh nhân văn hóa, anh hùng liệt sĩ qua các thời kỳ. Với phần thi video clip, các cá nhân và tập thể sẽ sáng tạo dựng tác phẩm video clip có thời lượng từ 2 đến 7 phút, nội dung tuyên truyền giới thiệu về nhân vật sự kiện, địa danh lịch sử của Việt Nam. 20 em học sinh xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để tham dự vòng thi chung kết toàn quốc. Sáng nay tại nhà thi đấu trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, gần 100 đội robotics đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã hào hứng tham gia ngày hội Robothon 2017. Ngày hội do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng phối hợp với công ty DTT Aerospace, Học viện STEM và các trường tiểu học, trung học trên địa bàn thành phố tổ chức. Chương trình chủ đề xuyên suốt của ngày hội Robothon năm nay là hóa học xanh để mô phỏng thực trạng ngành công nghiệp hóa chất đang phải đối mặt với những thách thức về môi trường, xã hội và sức khỏe phổ biến ở tất cả các thành phần kinh tế. Thông qua việc giải quyết các vấn đề, học sinh sẽ ý thức được tầm quan trọng của việc tổng hợp những chất mới và thực hành những giải pháp liên quan. Các đội robotics xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để tham dự đấu trường Robothon quốc tế diễn ra vào ngày 26 tháng 11 tới tại Philippines. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố, quận Thanh Khê hiện vẫn đang là địa phương có số ca bệnh mắc bệnh sốt xuất huyết cao nhất thành phố với 985 trường hợp, tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi phát hiện các ổ dịch phát sinh, ngành y tế quận đã tiến hành các biện pháp xử lý dịch kịp thời, đồng thời tiến hành điều tra vector và phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng. Tuy nhiên, do địa bàn có nhiều lô đất trống, khu vực công cộng, trong khi đã bước vào mùa mưa nên dịch bệnh vẫn có thể sẽ tiếp tục gia tăng. Thưa quý vị, với định hướng đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu, hội nhập quốc tế, những năm qua, ngành y tế Đà Nẵng đã đẩy mạnh thu hút đầu tư, xã hội hóa lĩnh vực y tế hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho người dân Đà Nẵng và khu vực miền Trung Tây Nguyên ngày càng tốt hơn. Cuối tháng 9 vừa qua, Đà Nẵng có thêm một bệnh viện đa khoa tư nhân với quy mô 222 giường bệnh. Việc bệnh viện VMed đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu phục vụ hàng ngàn lượt khám và điều trị mỗi năm ở đầy đủ các chuyên khoa lớn. Cùng với bệnh viện này, những năm qua tại Đà Nẵng đã có nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực y tế bằng nhiều hình thức khác nhau. Vừa qua thì chúng tôi đã tranh thủ được viện trợ cũng của các tổ chức nước ngoài khá nhiều. Ví dụ như là đối với lại COICA Hàn Quốc thì người ta đang tài trợ cho cái dự án QHEALTH tại bệnh viện Đà Nẵng. Cái dự án này thì nó nhằm nâng cao năng lực về y học hạt nhân cũng như là về nội soi ổ bụng của bệnh viện Đà Nẵng. Hoặc là thời gian vừa qua thì như chúng ta đã biết thì bệnh viện VMAX cũng được ủy ban và tất cả các ngành có liên quan quan tâm rất nhiều và đến nay thì đã đưa vào hoạt động để phục vụ cho HBX và sau này phục vụ cho người dân Đà Nẵng. Đến nay, Đà Nẵng có 689 cơ sở hành nghề dược và 736 cơ sở hành nghề y được cấp phép. Trong đó có 8 bệnh viện tư nhân với tổng số 810 giường bệnh. Với đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao cùng trang thiết bị y tế được đầu tư đồng bộ hiện đại, các bệnh viện tư nhân đã đóng góp quan trọng vào việc khám chữa bệnh cho người dân, giảm bớt tình trạng quá tải cho các bệnh viện công. Trong khi đó, các bệnh viện công thuộc Sở Y tế cũng đã liên kết với nhiều tổ chức, các bác sĩ, chuyên gia trong và ngoài nước triển khai áp dụng nhiều kỹ thuật hiện đại trong khám và điều trị bệnh nhân. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục các cái mối hợp tác nó cũng vẫn đã tốt hiện tại và sẽ mở rộng thêm, tăng cường thu hút đầu tư thêm để mà phát triển cho ngành. Chúng tôi làm trên 3 mức độ, tức là các bác sĩ cũng tích cực tìm kiếm các cơ hội mà kêu gọi đầu tư, từng bệnh viện cũng tham gia vào việc thu hút đầu tư và chúng tôi là cái người mà quản lý ngành. Thì chúng tôi cũng tạo điều kiện và tạo cơ chế để cho nhà đầu tư đến và đầu tư cho Đà Nẵng. Theo đề án của Sở Y tế, thì Đà Nẵng sẽ tiến hành quy hoạch xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa thành phố trên cơ sở Bệnh viện Đà Nẵng cùng nhiều trung tâm và mở rộng một số bệnh viện. Phấn đấu đến năm 2020, công suất sử dụng giường bệnh đạt từ 95 đến 100%, không còn bệnh nhân nằm ghép, mỗi bác sĩ chỉ khám 35 người trên một ngày làm việc. Đà Nẵng định hướng phát triển đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu và hội nhập quốc tế. Vì vậy, việc tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực này sẽ tiếp tục được thành phố chú trọng.
Hướng đến kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chiều nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hải Châu tổ chức ngày hội tháng 10 với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn thu hút đông đảo hội viên phụ nữ trên địa bàn tham gia. Tại ngày hội, cán bộ hội viên phụ nữ tham gia văn nghệ, vũ điệu thể thao, thi ru chuông vàng và giao lưu ẩm thực. Cũng tại ngày hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động phong trào hội trong 9 tháng năm 2017. Hướng đến tuần lễ cấp cao APEC, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận sẽ đẩy mạnh thực hiện chương trình thi đua Phụ nữ Hải Châu hành động vì sức khỏe cộng đồng, mô hình đường xanh, hè phố sạch, vận động cán bộ hội viên thực hiện hiệu quả công tác vệ sinh môi trường tại các tuyến đường chính, phối hợp với các ngành trong việc chăm sóc trồng hoa cây xanh trong các bồn cây trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, sau khi về đích nông thôn mới, từ năm 2016 đến nay, thôn Trà Kiểm, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang lại bắt đầu hành trình mới với mô hình thôn kiểu mẫu nông thôn mới. Nhờ sự hỗ trợ của địa phương cùng với sức dân được huy động đã làm cho bộ mặt nơi đây đổi thay từng ngày. Chỉ tính riêng việc mở rộng các tuyến giao thông ở thôn Trà Kiểm này, 35 hộ dân đã hiến hơn 1.500 m2 đất ở, hàng trăm mét tường rào cổng ngõ. Sau khi được bê tông hóa, đường vào thôn Trà Kiểm hôm nay còn được trang bị thêm hệ thống điện chiếu sáng như thế này. Cảnh quan được tôn tạo, điện chiếu sáng có mặt ở các kiệt xóm. Kết quả đó chỉ có được khi người dân tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công. Vì cái chung, người dân nơi đây đã hy sinh một phần lợi ích riêng cho cộng đồng. Tất cả đường hẻm đều có điện chiếu sáng hết. Nhân dân đóng góp cùng với nhà nước 60-40%. Là nhân dân đóng góp một cách nhanh chóng và hưởng ứng rất là nhiệt tình. Rồi cũng như là đang có việc nâng cao thu nhập ấy, thì nhân dân cũng phát triển sản xuất. Từ chỗ thuần nông nghiệp, nhờ sự giúp đỡ của xã, sự động viên của cán bộ thôn, người dân Trà Kiểm giờ đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế mới, mà điển hình nhất là mô hình nuôi chim cút. Hiện tại trong số 183 hộ thì hơn 60 hộ có gia trại, trang trại quy mô lớn, thu nhập hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng trên một hộ một năm. Từ chi hội thôn Trà Kiểm đến nay nhân rộng tại thôn Nhân Thọ 1, thì đến nay chúng tôi tiếp tục mà nhân rộng mô hình phát triển kinh tế từ sản xuất nông nghiệp. Là những cái nhận thức là cái vấn đề là tiền đề. Thứ hai nữa là cái cán bộ có tâm huyết đó là cái quyết định. Thứ ba nữa cái lòng đồng thuận của nhân dân á. Đó là cái bí quyết của việc thành công để xây dựng cái thôn kiểu mẫu. Kinh tế phát triển, đời sống ngày một nâng cao, bộ mặt nông thôn ở thôn Trà Kiểm đổi thay nhanh chóng từng ngày. Có thể nói, sức dân là động lực chính để hôm nay Trà Kiểm vươn mình thành thôn kiểu mẫu nông thôn mới. Sau đây mời quý vị và các bạn điểm lại những sự kiện tin tức Đà Nẵng nổi bật diễn ra trong tuần. Trong tuần, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị, phân công đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trương Quang Nghĩa hứa sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trước mắt là phục vụ tốt tuần lễ cấp cao APEC 2017 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào đầu tháng 11 tới đây. Nhân dịp Tết Trung thu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đã đến thăm, tặng quà và động viên các cháu tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng. Dịp Tết Trung thu năm nay, các địa phương, cấp ngành, đoàn thể tại Đà Nẵng cũng đã tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu cho thiếu nhi, đồng thời dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ cho các em thiếu nhi gặp nhiều bất hạnh, khó khăn. Nổi bật trong tuần là hoạt động tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ họp sắp tới của Quốc hội, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề như công tác phòng chống tham nhũng,
công khai minh bạch về cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra nhằm tăng cường niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai đề án sắp xếp đổi mới tổ chức và hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý giai đoạn 2017-2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh phải tiến hành cải cách, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Theo đề án, lộ trình từ nay đến năm 2020, thành phố phấn đấu giảm 21 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm ít nhất 2.000 biên chế. Một thông tin vui vừa đến với thành phố Đà Nẵng trong tuần là tại Hội thảo Hợp tác Phát triển Công nghệ Thông tin Truyền thông Việt Nam lần thứ 21 và công bố chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam ICT Index 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Đà Nẵng xuất sắc lần thứ 9 liên tiếp giữ ngôi đầu cả nước về chỉ số này khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Năm nay, so với hai thành phố về sau là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng vượt xa về số điểm đánh giá với tổng điểm là 0,935. Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức cuộc họp triển khai các công tác chuẩn bị phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017 cho hơn 600 cơ sở lưu trú du lịch tại địa phương. Bên cạnh giới thiệu tổng quan chung về sự kiện, những điều cần lưu ý về các nền văn hóa, nguyên tắc lễ tân, ngoại giao, một số tình huống thường gặp và cách xử lý, đại diện các ngành liên quan cũng chia sẻ một số thông tin về công tác đảm bảo an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các khách sạn trước và trong thời gian diễn ra sự kiện. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phục vụ tuần lễ cấp cao APEC. Đến nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã rà soát và lên kế hoạch đảm bảo an toàn cháy nổ và cứu nạn cứu hộ tại các địa điểm diễn ra hội nghị cũng như nơi ăn nghỉ của các đoàn đại biểu tham dự tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới. Cũng trong tuần, các địa phương đã phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 diễn ra từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 8 tháng 10, qua đó góp phần nhân rộng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, trung tâm học tập cộng đồng, đơn vị học tập và nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội khuyến học. Vừa rồi là những sự kiện tin tức Đà Nẵng đáng chú ý trong tuần, bây giờ là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, sáng nay theo giờ Hà Nội, một chiếc xe bồn chở khí ga đã bất ngờ bốc cháy, kéo theo hai vụ nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Ankara của Ghana. Giới chức nước này cho biết vụ nổ đã gây ra thương vong, song chưa xác định được con số chính xác. Cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra vào sáng nay theo giờ Việt Nam tại khu vực Atomic Junction gần Đại học Ghana ở phía đông nam thủ đô Accra. Chiếc xe bồn đã bốc cháy và phát nổ ngay sau một trạm nạp khí hóa lỏng, sau đó lan sang một trạm xăng ở ngay bên đường. Vụ việc đã khiến một số phương tiện xung quanh bốc cháy, ít nhất 6 xe cứu hỏa cùng các xe cứu thương đã được điều đến hiện trường. Giới chức Bộ Thông tin Ghana cho biết đã có thương vong trong vụ nổ và cơ quan chức năng đang nỗ lực xác định con số cụ thể. Iran quyết tâm củng cố năng lực quân sự vì mục đích phòng vệ và không cho phép bất cứ sự can thiệp nào từ phía bên ngoài vào vấn đề này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Kemi ngày hôm qua ngày 7 tháng 10 cũng đã mạnh mẽ khẳng định lập trường trên của Tehran trong bối cảnh Mỹ và Iran bất đồng về chương trình tên lửa của quốc gia vùng vịnh này. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Kemi cho biết Iran sẽ tiếp tục củng cố năng lực phòng vệ của đất nước và kiên quyết theo đuổi chính sách này. Ông Bahram Kemi khẳng định đây là chính sách hoàn toàn mang mục đích phòng vệ và không nhằm chống lại bất cứ quốc gia nào. Ông Kemi cũng tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn của Iran khi cho biết Tehran sẽ không chấp nhận bất cứ một cuộc thương lượng nào về chương trình tên lửa và phòng vệ không thể bàn cãi của nước này. Coi việc duy trì sức mạnh quân sự là yếu tố quan trọng xét trên tình hình phức tạp hiện nay tại khu vực Trung Đông. Thưa quý vị, hộ gia đình một thành viên tại Hàn Quốc đang là một hiện tượng xã hội đáng quan tâm. Trong thời gian qua, thì số hộ gia đình một thành viên tại Hàn Quốc đã có sự gia tăng nhanh chóng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu hộ gia đình Hàn Quốc hiện nay. Quan niệm người sống độc thân ngày nay đã không còn giống trước. Nếu trước kia, những người sống một mình thường bị coi như là do không thể kết hôn,
thì ngày nay phần lớn người sống độc thân có điều kiện tài chính vững vàng và muốn sống như vậy là để được tự do làm những điều mình thích mà không bị ràng buộc. Thay vào đó, theo các chuyên gia, những người sống một mình thường có xu hướng chi tiêu cho bản thân nhiều hơn. Họ có xu hướng chi tiêu nhiều hơn khi sống một mình. Những người sống một mình thường giữ tiền để chi tiêu cho bản thân hoặc sử dụng vào những khoản chi xa xỉ. Hộ gia đình một thành viên đang trở thành một bộ phận quan trọng trong xã hội Hàn Quốc, cùng với gia đình tam đại đồng đường, gia đình chỉ gồm bố mẹ con cái. Xã hội mà chúng ta đang sống đang thay đổi từng ngày, nó chia cắt cộng đồng ngày một nhỏ và đề cao nhu cầu cá nhân của mỗi thành viên. Dù muốn hay không, thì hình thái gia đình một thành viên vẫn đang tồn tại và phản ánh một khía cạnh khác của cuộc sống. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.